Ngày 10 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Tây Ninh tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Ninh Thạnh và phát hiện vi phạm. Qua kiểm tra tại cơ sở Huy Hưng Phát TN, Hưng Phát 2 trên đường 784, khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, chuyên bán các mặt hàng bánh tráng, muối ớt. Đoàn phát hiện cơ sở này hiện đang bày bán nhiều sản phẩm vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong khâu bảo quản thực phẩm. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số sản phẩm đang trưng bày có dấu hiệu bị hư hỏng, mốc và hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn sản phẩm như chao môn, bánh tráng, đậu phộng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm này và cam kết thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời mời chủ cơ sở về trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý vi phạm.